vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Nhìn lên không bố. Người cha cùng đứa con trai đang lái xe trên đường về quê, nhìn thấy một mảnh đất trồng dưa hấu bên đường, trái thật to mà không có ai quanh đó. Lòng tham của người cha nổi lên, ông dừng xe lại bảo đứa trẻ: "Con ở đây canh chừng để ba lấy vài trái dưa." Ông lẻn vào mảnh đất, nâng một quả dưa thật to lên, rồi gọi đứa con trai: "Coi chừng có ai tới không, nhớ nhìn cả hai phía, đằng trước và đằng sau." Thằng bé vâng lời cha, nhưng nghe thơ hỏi: "Bố ơi, con đã nhìn trước nhìn sau, nhưng có cần nhìn lên không bố?" Nói theo nghĩa bóng, chính cái hướng phía trên ấy mới thật là quan trọng. Ở đó có Đức Chúa Trời. Người ta thường nghĩ rằng khi người khác không biết những hành vi tội lỗi của mình thì như thế là an toàn. Họ chỉ cảm thấy hối lỗi khi việc làm bị phát hiện. Họ quên rằng có một đấng nhìn thấy và nghe rõ mọi điều con người làm và nói. Đức Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi và không phải chỉ nhìn thấy hành động của chúng ta, Ngài còn thấu suốt những gì chúng ta suy nghĩ. Nếu chúng ta sợ người khác biết những lỗi lầm của mình, sao lại không sợ Đức Chúa Trời biết? Nhiều gia đình Cơ Đốc có treo câu như sau: Đức Chúa Giêsu là chủ nhà này, là khách vô hình dự mọi bữa ăn, là đấng yên lặng nghe mọi lời nói. Lời ấy nhắc nhở các thành viên trong gia đình cẩn trọng về mọi hành vi và lời nói của mình. Gia đình là nơi chúng ta rất dễ trút ra những tâm trạng thật sự mà không một chút e dè. Hãy tập sống trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Suy nghĩ ấy sẽ giúp chúng ta ngừa giữ mình khỏi những cám dỗ hàng ngày. Bạn sẽ hành động thế nào khi chẳng có ai nhìn thấy mà chỉ có Đức Chúa Trời thấy? Hãy bắt đầu sống với nguyên tắc này trong Thi Thiên 139 từ câu 1 đến câu 4 viết rằng: Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa, Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Muốn thật hết lòng.